ở tầng trên coi bồng lai, tôi thề tôi nói không sai. Yêu giờ mình tôi nói tôi yêu, khi xa nó tôi thương nhớ nhiều. Là hiền phụ nêu gương sáng, vì chồng chăm sóc đàn con, tươi đẹp như cánh hoa xuân, tươi đẹp như cánh hoa xuân, tươi đẹp như cánh hoa xuân. Tôi thường nghe người ta chê vợ tôi xấu như ma lem quỷ sư, chứ còn riêng tôi thì tôi thấy vợ tôi đẹp còn hơn tiên nữ Hạ Chương. Hai con mắt ốc cu còn bạn mặt nó giận dần, môi tái tái như là con mắm trở, nó còn lại ăn trầu chứ vôi đóng có khoanh. Lỗ mũi to như lỗ mũi kỳ lân, răng lưa thưa tựa thể cái bàn cào bát giới. Cây súng cây lội cây thăm cây cao, nó chổi vào nhau như hàng rào trong góc mơ. Mỗi khi trong nhà có
dỗ quả kỳ cơm. Thôi thì nào bánh tét thịt kho chưa giá, nào nem gỏi cà ri bún chả, nó ăn làm sao mà thiên hạ kêu trời. Vợ tôi đi xấu dạng xấu hình, vậy mà tôi quý tôi yêu, vì 20 năm chẳng cùng chia mùi sẻ ngọt. Còn đàn bà khác dù cho nó có đẹp, nhưng đẹp đẽ gì nó cũng là vợ của người ta. Vợ mình tuy là nó xấu như ma, nhưng mà nó biết an phận và thờ chồng chung thủy. Tôi chứ sao mắc cỡ chi mà lại thiên hạ chê cười. Mỗi khi đi xa về nó chạy lại nó mừng tôi, nó cầm tay tôi nó nói là vui như là được của